Đây là hoa rừng, không biết là hoa gì nhưng mà nó gần giống như hoa điệp, nhưng mà không phải hoa điệp. Mình zoom gần cái hoa vô nè. Đây là mạng nhện này cô chú anh chị các bạn. Trời ơi, Tisu đánh canh nãy giờ ngược sáng mới lên được cái mạng nhện này đó, cô chú anh chị các bạn thấy rõ không? Ở đây thích một cái là rừng nguyên sinh, thiên nhiên, rồi suối nước, tiếng suối nước chảy, rồi tiếng chim hót. Này mình đi hái măng đúng không chú? Ủa lội nước ướt à? Hay là tại mình hái? À đất ở đây ướt này cả nhà mình. Măng này chú đi hái hả? Mấy người đi hái lận chú? Có một mình thôi hả? Này xong mình về mình xẻ mình đi bán hả? Về lột ra. À. Để ăn chứ không có. Ồ, măng này là măng gì chú? Nè, măng le. Măng le. Ồ măng này ngon lắm nè. Măng này phơi ăn ngon là số 1 luôn á. Phơi mít chắc, ăn giòn. Dạ, ăn giòn, giòn. Đây nè, cái này là cây lìm. Cây lìm đó cả nhà. Lìm hái măng nè. Còn muốn hái thì phải có cái cung lìm dài. Dạ. Vô từ chia gai phải có cần hái cung dài. Dạ. Đây là cái rừng này. Ngay ăn thôi chứ có vô sâu lắm. Vô sâu. Ờ, vô sâu mới có. Cái này là cây trúc à? Cây măng, cây tre chứ hả chú? Cái này là cái gì? Le, hả? Đó, cái le. Cái này cái le hả? Là cái măng của nó đây hả? À, đó cả nhà mình đi hái măng le. Này mình cái công trình mình pha chế làm sao ạ? À? Để mà ra được cái măng. Mình luộc. Dạ. Luộc lại dành luôn. Dạ. Luộc cái cây dạ. Dạ đúng rồi. Luộc mấy nước hả chú? Không, luộc sôi nước xong rồi đồng cái tải ra dạ. Xỉa là phơi khô. À, mình chú làm thôi hả? Trời ướt hết mình mấy luôn nè. À, mà mồ hôi. Nước sương sương mình đi vô. Mồ hôi nữa. Dùng cây săn măng lớn á. Dạ. Này măng le. Măng le. Hình như đặc biệt rừng này là mới có phải không ạ? Ui, rừng nào cũng có. À, rừng nào cũng có. Nói chung là ở đâu cũng có. Dạ. Còn ở ngoài sớm cũng có là măng ở trồng. À dạ, hôm nay con thấy nó có rất là cộng măng. À đây nè. Wow. Cũng 6 giờ nhà đi. Đây măng nè cả nhà. Măng dạ. Đẹp rồi. Nó khô cái là nó măng đẹp luôn. Còn chúng đến ngày mùa mưa ẩm ướt á, là phơi ra cái bị mắc mưa. À, ẩm ướt thì cái là nó đẹp. Tháng mấy là mình bắt đầu có mùa măng nhiều rồi chứ? Đây tháng này nè. Rồi tháng bây giờ là tháng 9 tháng 2 rồi, từ tháng 7 tháng mình á. Tháng mình là tháng 7. Tháng 7, tháng 7. Là được mấy tháng chú? 2 tháng. 2 tháng này. Dạ. Con cảm ơn. Được trong 2 tháng. Dạ. À, cô chú anh chị các bạn, tôi xin hỏi chú ơi, chú nói là mưa xuống thì khoảng 1,5 tháng sau mới bắt đầu có măng. Thì hôm nay là một cái trải nghiệm thì lên trên Mỹ Thạnh. Thì cái con đường, cung đường ở trong rừng này Tisu cũng đi khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên đi xe máy để trải nghiệm về với thiên nhiên. Rồi coi thử là cảnh thiên nhiên ở đây có cái gì hay đẹp đẹp thì quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Bây giờ thì mời cả nhà tiếp tục hành trình với Tisu ha. Cả nhà mình đi vô đây nè. Đang hâm vui nhìn ở trên, chưa nhìn ở dưới nè, cả nhà mình sình bùng nè. À, cái này mà đi vô đường rừng là ai che nè. Nguyên một vàng. Ở đây người ta hái măng xong rồi người ta gỡ măng. Người ta gỡ cái vỏ người ta bỏ ở đây nè cả nhà mình. Đây chắc là cái khu mà mọi người sẽ gọi là đi hái măng xong rồi về đây gỡ ra. Rồi bỏ mấy cái dụng ở đây. Còn mấy cái chỗ này thì nó già hết rồi, nó bắt đầu nó ngã ra, nó tạo một cái vòm, cung vòm rất là đẹp ở chỗ này. Đẹp quá, cảnh quá đẹp luôn cả nhà mình ơi.
Chị Xu muốn đi vô mấy cái hẻm hẻm nhỏ nhỏ này để coi thử là cây gốc măng nó có không. Gần gần, ô chỗ này là chỗ người ta đi xe máy được luôn nè cả nhà. Đây này, có bánh xe nè. Đó, có xe máy luôn nè. Đây, đây gốc này. Gốc này phải gốc chê non không? Không phải, đây là gốc chê già. Mấy cái mà gần gần ngoài này chắc người ta sắn hết rồi. À, thì Xu muốn đi dạo dạo coi thử có cái gốc tre nào mà chưa sắn không, quay cho cả nhà mình từ trong gốc coi mà không thấy có. Bên đây cũng có một bụi tre nữa. Đi qua gốc này coi thử coi. Hồi nãy thì Xu cầm thử cái cọc măng đó cả nhà mình. Nó có cái lông hay cái gì á, nó cái gai nó chích vô cái tay một cái đau thiệt nha. Mà nãy chú đó mình quên để ý là chú đó có cầm có đeo găng tay hay không. Trong này cũng không có luôn. Đi tìm gốc mà không thấy. Oh, không có măng. À đây 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 đây. Đây có một cái măng non. Thì cái này là của ai đó người ta sắn rồi người ta để ở đây nè. Rồi cho bạn này đứng lên đây có đôi có cặp cho nó vui ha. Hai cây. Có một cây nữa là ba cây chậm lại. Nên hàng núi cao. Đây có cái gốc cây gì. Ù muối cả nhà mình. Quá, có cái con gì nè. Ê nó bò trên thân cây nè. Con này con gì ta. Ui cả nhà nhìn kìa. Mình thấy nó nhỏ nhỏ mà mình zoom lớn lên. Nó lớn thiệt là lớn. Con gì vậy ta. Một ổ của nó luôn nè cả nhà. Trời ơi nó bò. Hồi xưa mà Tisu mà nhìn thấy mấy cái con mà lúc nhúc như vậy bò là bắt đầu mình nổi da gà, mình sởn gai ốc. Nên bây giờ thì mình luyện tập một thời gian thì mình nhìn thấy những cái này mình thấy cảm thấy rất là bình thường lại rồi. Tại Tisu zoom gần á nên là cô chú anh chị các bạn sẽ nhìn thấy những cái con này nó đang bò nè. Con gì mà nó lạ vậy chăng. Ai cả nhà mình thấy nó đi từ trong tổ nó ra nữa kìa. Nó không phải con gì á. Con kiến á. Không phải con kiến luôn. Không biết con gì. Con khiết bông là con không biết. Đó. À, từ một cái góc này cả nhà mình Tisu quay gần để cô chú anh chị các bạn thấy được những cái hình ảnh như mình gọi là hình ảnh sinh hoạt của những chú côn trùng ở trong khu vườn này. Rồi, giờ mình đi ra lại mình coi thử trên khúc này có cái gì đặc biệt hơn nữa không nha. Dở một cái là hồi sáng này đi á, Tisu cứ nghĩ là trời mưa. Sợ đi mà trời mưa á, là mình mang giày á, là nó sẽ bị ướt chân. Cho nên Tisu mang dép nè, cả nhà mình. Mang dép nè. Nhưng mà lên đây xong rồi cái... hai bạn mà đi cùng là hai bạn mang giày cho nên hai bạn sẽ đi rừng chắc có lẽ là sẽ ok hơn mình. Mình đi cái chân của mình thì nó sẽ hơi khó đi trong rừng một chút xíu. Đi lên lại con đường rồi. Ok cả nhà đang trên đường đi, đây có một gia đình đang hái măng nè. Cảnh rất là vui nhộn nhịp ở chỗ này đó. Xin chào á. Đi đi qua hỏi. Đây là mấy chị nữ nè. Ủa cái này là mình hái từ lúc nào hả chị? Sáng rồi bây giờ mình gỡ măng ra hả? Gỡ măng ra. Dạ. À là gỡ từ cái này. Rồi ra cái màu trắng này hả? Màu trắng. Bắt đầu mình mới luộc. Dạ. Luộc ra rồi phơi. Phơi.
ăn măng khô thì phơi ra, còn ăn măng tươi thì luộc ra rồi ngâm nước. Ủa chị là người Đảo hả? Người Đảo. Ủa người Đảo mà lên trên này luôn. Ở 17 á. À mình ở Hầm Cường, mình lên đây mình hái măng ha. Cái này là một gia đình nè đúng không? Bạn kia là mẹ của bạn nhỏ đúng không? Đúng rồi đó, một gia đình nè. Tối nay sẽ có xem video. Dạ. Tối nay thì chắc chưa đâu, phải ngày mai. Ngày mai mới có video clip. Măng thôi, măng à. Khi nhỏ à, măng đó. Măng le đúng không ạ? Măng đó măng lộ ô. À măng lộ ô. Măng lộ ô với măng le cái nào ngon hơn ạ? Cái măng le nó ngon hơn. Dạ. Này cái nhà mình sắn nè. Này sắn vô trong sâu không ạ? Sâu, đi vô sâu á. Sâu lắm hả? À, mình đi từ sáng sớm tới bây giờ mình cả gia đình mình thu hoạch được bao nhiêu măng à? Dạ. Ở cái kia chưa luộc á. Dạ, chưa luộc. Được chục ký. Dạ. Đi sâu ở trong rừng không hả anh? Cũng gần đây kìa. Dạ. Cứ hai bên đường rồi vô sườn núi rồi ra lại. Dạ, dạ. Này là mình gọt đi cái khúc già hả? Dạ đúng rồi. Gọt đi khúc già. Khúc già nó nằm ở dưới này. À là mình bỏ đi. Này xong rồi về mình bán hả chị? Đúng không? Dạ cái này mình đem về ăn. Ủa ăn thôi hả? Ừ, về ăn thôi. Ăn dạ. Cho ngoại đẻo bè con ngoại đẻo á. À. Con đồ ngoại đẻo ăn. Dạ. Cái này ở ngoài ngoài đảo quý lắm bây giờ. Dạ. À, quý lắm bây giờ mình ở trong đây thì con này nhiều chứ ngoài ngoài đảo đâu có đâu. Năm mình lấy xong mình biếu làm quà đồ. Em tháng về chị biếu tết cũng đi cho ấy. Dạ tết là tháo là đi cho đi biếu ngon. Một cái này nó xuống ghê lắm, ảnh nó nhanh. Ủa em thấy nó có cái cọng lông măng hay cái gì ngoài đó nó chấp tay mà sao mình đi tay không hay vậy, hồi nãy em cầm nó xước cái tay luôn. Quen nó bị lông không à, à. Ờ à, đúng rồi, hồi nãy em cầm lên em thấy ngứa quá trời luôn. Mà anh này anh cầm tay không nè. Rồi rồi hồi cái mình đi hái cũng là hái tay không luôn phải không ạ? Em hái tay không còn trời phụ nữ thì phải có tay. Giỏi dễ sợ luôn á. Vậy ai mà được tặng cho là ấm lòng lắm nè. Dạ. À, cảm ơn gia đình nhiều ạ. Tự nhiên đi lên gặp gia đình đang hái măng. Dạ. Bye bye. Dạ bye bye ạ. Vô trong sâu á, đủ nhiều. Đây là đường đi ngang qua cầu Gò Đúc thì sẽ có một cái khu vực cuối những cái này nho nhỏ hơn. Đây là rẫy bắp á, cô chú anh chị các bạn. Bắp này bắp còn non. Đây là đường lộ này, những chị này là bán hàng, chị chở hàng lên đây để chị bán. Đây là con dê ở trên này thì nó có cái lon này cả nhà mình, lạ lon ở trên cổ à. Đeo lan kia cho cực cổ quá vậy. Đây là cột nhà sàn, nhà sàn của bà con.
Ở đây thì cái vàng để mà phơi măng này cả nhà, măng khô thì người ta sẽ phơi ở trên này. Đây là nhà của một người dân nhà ở rẫy nè. Măng này cả nhà, phơi măng. Bắp rồi. Đây là chuồng heo nè. Út dễ thương. Hello bạn út. Út. À. Út é. Út é. Này là bốn má con. Bốn má con nhà út. Tu đủ rất là thấp nha, nhà mà trắng nè. Quá trời nhiều luôn. Ồ, hoa chùm chùm á. Này họ rất là thích nắng ha. Rửa xong cái là úp để nắng, để son rồi chén rồi nắng phơi.